toàn cảnh đá ông ta đó. Mình đứng ở xa quay cho mọi người thấy rõ. Chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại núi Tà Lọt. Núi Tà Lọt nằm cặp với núi Cấm bên đường về An Cư đó các bạn. Mình nghe nói ở trên cái núi này có một ngôi chùa. Mà đâu có hàng ngàn năm rồi mà nó hư rồi. Bây giờ mình lên mình tìm hiểu thử làm sao nha các bạn. Bây giờ mình tìm đường đi qua mà không biết đường nào. Bây giờ mình lên đây. Lên đây có cái cốc. Mình cũng lên mình tới đỉnh. Ở trên này không có ai hết trơn. Ở đây vườn xài không à? Mới đi đường nào thì ngắm hướng gì thấy. Xài lung lung. Chùa đó là từ hàng ngàn năm. Có người thì nói ngôi chùa Khmer, có người thì nói chùa của người Tiết Thành, Tiết Thành gì đó. Chăm. Nó hư lâu rồi, thì họ không có cắt lại được. Lên tới cái đỉnh cao nhất. Trên đây có cái đỉnh cao, có vườn đào. Ở trên này còn cái đỉnh cao này.
đào con cây nhà cây xoài. Nơi đây là hồi xưa nơi đây là một ngôi chùa cổ hàng ngàn năm rồi. Bây giờ nó hư kéo dài mấy trăm năm cho nên không còn dấu tích gì nữa. Bằng phẳng ở trên này, bằng phẳng luôn. Đi qua đây hôm nay đi trong rừng vắng. Chùa này lớn dây luôn, nên chùa này bị dài vậy. Mấy chục mét, nghe cũng mấy chục mét. Nền này từ rất lâu luôn. Bây giờ đã xong cho cắt lại. Thank you.
chuyến đi mình đi luôn chứ.
đây hết. Tới chỗ mấy cái loại ngồi quá ngồi rồi, mà hình như mình có cái cảm giác có con gì dưới. Tại đi có một mình à, dạ không có dám khám phá chỗ đó. Chỗ đó bây giờ cây có cái chè có từng chậm gạt quá. Cái chỗ này là người ta cắt để thờ cái gì nè, tượng A Di Đà. Nghe má nói thường thường nó đi hay người ta hay lên đây xin số nè, gần gần gỗ gỗ này. Ở phía dưới có cái cục đá ông tài lớn. Quên quay.
đá ông Tài cho mọi người xem. Ở đây là hồi xưa thì cái kia cũng đá ông Tài rất lớn luôn. Kêu đá ông Tài chứ không có cúng kiến gì cho. Rồi đây nắng với xả, ba cái xả đi chết. Đây còn cảnh đá ông Tài. Xin chào quý vị và các bạn.